tại sao súng phun lửa ít được quân đội các nước sử dụng. Trong thời các cuộc giao tranh ngày nay, súng phun lửa đã dần bị loại ra khỏi biên chế của quân đội các nước vì nhiều lý do khác nhau, dù đây là thứ vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Ý tưởng sử dụng lửa làm vũ khí có thể xuất hiện ngay từ khi con người tìm ra lửa, và Hy Lạp là những quốc gia đi đầu trong việc sử dụng lửa vào chiến tranh. Theo nhiều sử liệu khác nhau, vào thế kỷ thứ 7, Hy Lạp đã dùng loại vũ khí có tên là lửa Hy Lạp để chống lại các cuộc tấn công của người Hồi giáo. Tuy nhiên, loại vũ khí này biến mất vào thế kỷ 13 mà chưa rõ nguyên nhân. Mãi cho đến chiến tranh thế giới lần thứ nhất, súng phun lửa một lần nữa được dùng một cách có kiểm soát. Richard Feather là một trong những nhà khoa học người Đức đã phát minh ra súng phun lửa hiện đại. Đây là loại vũ khí sử dụng chất lỏng bắt lửa, thường là dầu, có tên là Flammenwerfer. Súng phun lửa này được quân đội Đức tiến hành thử nghiệm vào năm 1901. Vũ khí này đủ nhỏ để trang bị cho cá nhân và có thể bắn ra ngọn lửa dài khoảng 30 mét. Các chiến hào của mặt trận phía Tây nước Đức đã tình cờ trở thành nơi chứng minh lý tưởng cho loại vũ khí đó, chưa được thực chiến lúc bấy giờ, và người Đức lần đầu tiên sử dụng cả phiên bản nhỏ gọn cũng như phiên bản lớn hơn, giúp tăng gấp đôi tầm bắn để chống lại quân Pháp phòng ngự trên tuyến phòng thủ Verdun vào đầu năm 1915. Các loại vũ khí này tiếp tục được sử dụng để chống lại quân đội Anh tham chiến trên đất Pháp vào mùa hè năm 1915. Và điều này đã thuyết phục người Đức triển khai khẩu súng phun lửa trên khắp các mặt trận. Sau khi chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc, các quốc gia đã xem xét cách sử dụng súng phun lửa, và quân đội Mỹ và Anh đều phát triển các mẫu súng phun lửa mới sử dụng bắn nhiên liệu napalm. Đây là một loại xăng đặc, dễ cháy và có nhiệt độ cao. Nhược điểm lớn nhất của súng phun lửa là một người lính phải đeo một bình nhiên liệu có trọng lượng rất nặng trên lưng. Điều này hạn chế việc vận động trên chiến trường và khiến cá nhân đó trở thành mục tiêu rất lớn, trong khi bình nhiên liệu có thể bốc cháy khi bị trúng đạn của đối phương và gây nguy hiểm cho chính người sử dụng. Một điểm yếu nữa của súng phun lửa là thời gian phun lửa rất ngắn, chỉ khoảng từ 20 đến 30 giây sử dụng. Nhưng người lính sau đó vẫn phải mang theo thùng nhiên liệu nặng nề trên lưng để cơ động về tuyến sau, nạp tiếp nhiên liệu cho lần chiến đấu tiếp theo. Chưa hết, cự ly tác chiến thông thường trong các cuộc chiến tranh tổng lực trong chiến tranh thế giới lần thứ 2 là vào khoảng 120 đến 200 mét, tùy theo từng địa hình mà cự ly tác chiến có thể ngắn hơn. Trong khi đó, cự ly của súng phun lửa tối đa chỉ từ 50 đến 80 mét. Điều này cũng đồng nghĩa với việc để sử dụng hiệu quả những loại súng này, người lính sẽ phải cơ động vào giữa hai làn đạn của cả quân ta và quân địch, sau đó áp sát lại với phía địch và khai hỏa. Do vậy, số phận của những người lính sử dụng súng phun lửa nằm trong tầm ném của lựu đạn. Và khi họ tiếp cận với đối phương, nguy cơ bị ném cho cả rổ lựu đạn là rất cao. Thông thường, súng phun lửa chỉ được sử dụng khi hỏa lực bộ binh của phe ta áp đảo so với phe địch. Đối phương không thể bắn trả được hoặc chống trả một cách cầm chừng. Trong trường hợp hỏa lực của đối phương quá dữ dội, thì việc đưa súng phun lửa tiếp cận lại gần không khác nào là một mệnh lệnh cảm tử. Đây được coi là một trong những loại vũ khí hiệu quả bậc nhất trong tác chiến đô thị, các cuộc đại chiến thế giới. Tuy nhiên, do nó quá dã man và khó kiểm soát, ngày nay loại vũ khí này đã bị hạn chế sử dụng. Loại súng này được sử dụng bởi mọi phe tham chiến trong chiến tranh thế giới lần thứ 2. Đây là loại vũ khí cực kỳ phù hợp với kiểu tác chiến đô thị và dọn dẹp hầm hào. Về cơ bản, súng phun lửa của mọi phe tham chiến trong chiến tranh thế giới lần thứ 2 đều có hai phần. Phần thứ nhất bao gồm dung dịch chắc bám dính, dễ bắt lửa, giống như bom napalm, và phần thứ hai là khí nén. Trước khi sử dụng, xạ thủ sẽ phải châm lửa đầu nòng súng phun lửa bằng máy lửa. Sau đó, khi phục dung dịch dễ cháy trong bình ra, dung dịch này sẽ ngay lập tức bắt lửa và bám dính vào mọi thứ trên đường bay của mình. Tầm bắn của loại súng phun lửa là cực gần, chỉ khoảng 30 mét, thậm chí ngắn hơn nếu gió thổi ngược chiều. Chính vì vậy, loại vũ khí này chỉ thích hợp sử dụng trong không gian hẹp như chiến tranh chiến hào, chiến tranh đô thị. Không những bám dính vào cơ thể gây bỏng nặng, súng phun lửa khi sử dụng trong không gian hẹp như bunker, hầm ngầm còn đốt sạch không khí phía bên trong, buộc đối phương phải bỏ chạy ra ngoài. Trong tác chiến đô thị, mỗi một căn nhà, một căn phòng đều có thể được dọn dẹp sạch sẽ chỉ bằng một lần sử dụng của súng phun lửa, đảm bảo đối phương không thể ẩn nấp và tấn công bất ngờ.
nhiệt lượng phát ra từ súng phun lửa cũng có thể kích nổ hoặc phá hủy mọi loại mìn hoặc bẫy được đối phương giăng ra trên đường núi. Súng phun lửa M1 của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ được coi là loại vũ khí cực kỳ an toàn, do dung dịch cháy được tách làm hai bình riêng. Khi đối phương bắn trúng một bình dung dịch, khả năng toàn bộ nhiên liệu bốc cháy trên lưng người lính là rất ít, do cần phải trộn hai dung dịch này qua một hệ thống van an toàn mới có thể tạo ra chất bắt lửa gây cháy được. Mặc dù vậy, phần lớn các loại súng phun lửa trong chiến tranh thế giới lần thứ hai đều sử dụng một bình chứa dung dịch cháy và bình còn lại chứa khí nén để đẩy dung dịch ra ngoài. Tuy nhiên, dung dịch gây cháy này cũng khó có thể bắt lửa như trên phim ảnh. Thực tế, việc bắn nổ một bình khí nén chắc dễ cháy bằng đạn gần như là bất khả thi, trừ khi vị trí của bình dung dịch gây cháy này gần nguồn lửa ở ngoài môi trường. M2 Flamethrower, khẩu súng này là sự kế thừa của súng phun lửa M1 và M1A1. Mặc dù thời gian cháy của nó chỉ khoảng 7 giây và ngọn lửa có hiệu lực trong khoảng 20-40m, nhưng nó vẫn là một loại vũ khí hữu ích. Với sự xuất hiện của xe tăng súng phun lửa, nhu cầu lính bộ binh mang súng phun lửa phải phơi mình trước hỏa lực của đối phương đã giảm đi đáng kể. Tiếp nối thành công với súng phun lửa M1, M2 được phát triển và đưa vào sử dụng chiến đấu vào năm 1943. Về cuối cuộc xung đột, các mẫu M2 sau này được trang bị chất làm đặc nhiên liệu được gọi là napalm. Súng phun lửa và bom napalm vẫn là một trong thứ vũ khí hiệu quả và được quân đội Hoa Kỳ sử dụng một cách phổ biến trên chiến trường. Bản thân quân đội nhân dân Việt Nam cũng trang bị súng phun lửa vào biên chế trong cuộc chiến này. M2 Flamethrower là vũ khí rất lợi hại được dùng từ Thế chiến thứ 2 và sau đó được quân Mỹ tiếp tục dùng trên chiến trường Việt Nam. Thời ban đầu, súng phun lửa M2 gồm 1-3 bình chứa chất napalm, mỗi bình chứa khoảng 14 lít và nặng 11,3 kg, do chính người lính trực tiếp mang trên lưng và cầm súng để tấn công. Thời gian súng phun lửa khoảng 7 giây, tầm hiệu quả từ 20-40m, nhưng đã chứng tỏ sự hữu dụng của nó. Cựu chiến binh Mỹ là đại úy thủy lục chiến Perkiel cho biết, súng phun lửa M2 đã tỏ ra là vũ khí nguy hiểm khi sử dụng ở tầm gần. Chúng khiến quân giải phóng mất tinh thần và không thể tổ chức đội ngũ để kháng cự. Vị trí phòng thủ bị bao trùm lửa và khói, nếu quân đội của họ không thể thoát ra cũng sẽ bị chết nóng hoặc chết ngạt. Nhiều trường hợp họ đã đầu hàng vì không muốn bị đốt cháy. Lính Mỹ ngoài việc trang bị súng phun lửa M2 cho cá nhân, các khẩu này còn được gắn trên xe tăng hoặc tàu tuần tiễu dọc bờ sông. Trên chiến trường Việt Nam, các khẩu súng này được dùng rất nhiều để đốt cháy các ngôi nhà, lều bằng lá dừa ở các vùng nông thôn hoặc vùng Đông Nam Bộ trong các cuộc hành quân của quân đội Hoa Kỳ. Súng phun lửa, ngoài việc được quân đội Mỹ sử dụng, bộ đội Việt Nam cũng sử dụng loại vũ khí này khi tấn công các căn cứ của quân đội Hoa Kỳ. Trung tá Charlie Cron nhớ lại, trong hai cuộc tấn công của họ vào ngày 3 tháng 1 năm 1968, trong cuộc tổng tấn công Mậu Thân, bộ đội Bắc Việt với trang bị súng phun lửa đã tấn công căn cứ Lansdowne Leslie, và súng phun lửa đã cho thấy sự khủng khiếp của nó khi họ chiếm được căn cứ sau 12 giờ tấn công và bao vây. Những người sống sót đã chứng kiến những cảnh không thể nào quên được. Trong khi đó, các đơn vị khác của họ cũng tấn công căn cứ Lansdowne Frost, nhưng lại tổn thất rất nhiều. Vì sao có sự khác biệt? Phía bộ đội Việt Nam tấn công căn cứ Leslie và có súng phun lửa yểm trợ, còn khi tấn công căn cứ Ross thì không có loại súng này. Các binh sĩ Hoa Kỳ ở căn cứ Ross đã dùng các quả mìn chứa gas. Đây là những quả mìn thực chất là các thùng lớn chứa 208 lít xăng, bên trong nhét đầy các cục đá. Các thùng này được chôn về hướng vành đai phòng thủ, dây kích nổ được kéo dài đến các vị trí phòng thủ bên trong. Các binh sĩ Mỹ đã sử dụng các loại vũ khí này để phòng thủ với sức công phá lớn. Năm 1972, bức ảnh nổi tiếng Em bé Napalm đã dấy lên sự phản đối của dư luận về sự tàn bạo của chất napalm. Tới cuối những năm 80 của thế kỷ trước, Công ước quốc tế đã thêm các điều khoản nghiêm ngặt về việc sử dụng súng phun lửa và các loại vũ khí có yếu tố lửa như bom phốt pho hay bom cháy. Theo đó, các loại vũ khí cháy này sẽ bị cấm sử dụng ở khu vực đông dân cư, nghĩa là không được sử dụng trong tác chiến đô thị. Việc cấm sử dụng súng phun lửa trong tác chiến đô thị đã cướp đi ưu điểm vượt trội nhất của loại vũ khí này. Tới ngày nay, bom napalm và súng phun lửa gần như đã tuyệt chủng hoàn toàn trong biên chế của những quân đội lớn trên thế giới. Trong khi hầu hết các quốc gia đã tự nguyện ngưng sử dụng loại vũ khí sát thương nguy hiểm này,
thì tại Trung Quốc họ vẫn được trang bị rộng rãi. Loại súng phun lửa phổ biến nhất trong quân đội Trung Quốc hiện nay chính là những khẩu kiểu 02.